cũng lâu năm rồi cô chú. Nó rụng cái nhánh nhỏ nha, còn những cái cây lớn thôi. Trên đó những cái chè chở lúa đó. Hôm nay thì cũng hên cô chú mới gặp được cảnh mấy cô chú đang. Ồ, có cái nóc nữa. Trên nè, trên này nè. Lặn vô kéo chị qua từ từ, đang gom hai cái lưới ở dưới cho nó gần lại nhau được chứ. Vợ con đâu thấy cảnh này hả? Ngồi vô cho chút xíu mà nói này nói kia. Cô hai theo ghe cái nghề này đồng hành với mấy chú bao lâu rồi? Là theo chú luôn đó ha, ổng đi là theo luôn. Vớt luôn. Ừ rồi, vớt cá luôn, không phải dễ ăn luôn kìa. Cô chú thấy nó lộn. Lần nào cũng có cá chép hết trơn. Ồ, có con cá tra lớn quá. Cá tra. Rất nhiều cá luôn, cá lóc nữa kìa. Có con cá lóc lớn nữa kìa. Đó, 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 đó. Đó. Giờ nào không có cá chép trơn ta. Quá nhiều. Cái gì đoạn chặn nè mà vẫn còn cá chép nữa nè. Dạ em chào buổi trưa với cô chú anh chị mình nha. Dạ thì hiện tại em đang đi về vùng quê. Thì hôm nay tình cờ gặp lại mấy chú hôm bữa mình đã ghi hình cái ngày hôm đó là dễ trà đó cô chú anh chị xem. Hôm nay thì bữa đó thì ghi hình không có chi tiết mấy. Hôm nay thì em sẽ ghi hình chi tiết hơn cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái công đoạn này thì lúc trước thì chỉ có ghi hình là bắt cá thôi. Còn hôm nay thì thấy chú dở những cái cây trà lên nè cô chú. Chú làm những cái học, mỗi cái học riêng hết, rồi chú phải dỡ từng cây trà thảy qua bên kia đó. Nói chung là cái công việc của mấy chú rất là cực luôn, nhưng mà hên thì được cá nhiều, còn xui xui thì cũng không có cá nữa cô chú, tùy theo thời điểm. Mấy cây trà này là mua của người ta hả chú? Mua không ha? Mua nhiều đống cũng tốn chi phí cao lắm à. Mấy chục triệu hả chú? Dạ. Yeah. Ở đây nhổ cây hả chú? Nhổ cây bung ra phải không? Nhổ cây đang kéo lưới quá. Rồi. Cái nghề này thì ngâm nước thì như là 24 giờ chứ ngâm nước hết mẹ đó 10 giờ rồi. Nằm chú được, không bị rồi. Giờ này thì nước bắt đầu nó gần dòng xuống rồi nè cô chú. Ấm trà này cơ bộ có lý rồi nha, cá nhảy quá kìa. Nói cô chú thấy không, dở lên từng cái nhánh cây vậy đó để cho nó chống dưới rồi người ta mới phân lưới vô. Hôm nay thì được hên là được ghi hình chi tiết cho cô chú anh chị mình xem luôn. Ồ, chú bắt được cá luôn kìa, cá rô phi. Nước này là nước bắt đầu gồng phải không chú? Theo chú là đây nước này bắt đầu gồng rồi phải không? Thấy bài bờ lên rồi nè.
đây là cái bòi nè, bòi lên nữa cô chú anh chị. Thử thử vào đây chứ. Nó nhiều đó là ấm mình nè ha. Ngâm nước là nhà hút thuốc hả chú? Thì ra là vậy, con không biết. Vì là ngày chắc gói thuốc quá. Nằm trường lết bò. Trường lết bò được hả? Ơi, chú lớn tuổi rồi cô chú, nhưng mà vẫn vẫn lẫn hợp. Ngày nào cũng lẫn hợp chân hả chú? Trời ơi. Thì biết tới chừng nào về hưu đây nữa? Chưa biết không? Chưa biết. Lẫn hợp hoài chưa biết chừng nào về hưu luôn cô chú. Đây nè, bên đây thì cô chú thấy phía bên đây nè. Bên đây thì anh cái này là dở trà thảy qua đây. Thảy qua đây xong thì anh lấy lục bình anh gãy lại. Như là kéo lưới đã tới đây rồi nè. Người thì gỡ cây lên, người thì gỡ ba cái gác này kia dưới rồi chút, đặng kéo lưới vô cho ta dễ chút xíu. Cái đống trà này như là cũng cá cũng đỡ nè, thấy chưa chơi mà nhảy quá nhảy rồi. 2, 4, 6 người. Một ngày đi 6 người. 6 người thì một ngày làm tèn tèn điện ngày người 200 ngàn. Mỗi ngày có đống già nào vô bánh không chú? Không có vô bánh ha. Người được 400 không? 450 ha. Cũng đỡ cực nhưng mà cũng đỡ hơn đi làm công nhân. Những cây trà này chắc cũng lâu năm rồi cô chú. Nó rụng mà cái nhánh nhỏ nha, còn những cái cây lớn không à. Thời gian lúc đầu mấy chú mới thay khác. Cái này cũng mua người ta không à. Mua một đống cũng mười mấy 20 triệu đó, chứ ít đâu. Đây thì chiếc ghe bên đó đó là để giữ cá lại, còn hai chiếc ghe này thì để kéo lưới. Cô chú thấy nào, mấy chú cũng lớn tuổi chừng à. Ô tụi con đường con cá kìa. Cá lăng. Cá lăng. Cái nghề này kêu bằng nghề lặn hộp. Mình lặn cái hơi dài nhất là khoảng bao nhiêu phút anh? Như cái sức của anh là lặn được bao nhiêu phút? 2 phút không? Được rồi hả? 20 phút. Cái gì? 20 phút hả? Ông nói đùa hả vậy trời? Chắc nằm dưới luôn á. Lặn bình hơn hả? Ủa lặn không 20 phút ghê hả? Trời ơi. Hôm đó kìa, dữ này kìa. 35 phút đó. 35 phút luôn hả? Ồ dữ ha. À đi có đi biển đó ha. Trời ơi. Hôm nay gặp cao thủ rồi. Bữa nay gặp cao thủ rồi đó. Rồi. Chú bà lặn xuống dưới kéo cây lên, giờ nó nhảy quá nhảy rồi cô chú ơi. Trời ơi, bữa nay có linh cũng to nữa nè. Ồ dính cho nó luôn kìa. Trời ơi. Anh xung quá nhảy lên dính cho nó luôn. Hơi dài ha. Dạ. Vì là bữa nay lại gặp cao thủ miền Tây rồi. Già quen rồi đó. Ừ. Dạ. Vì là chắc ổng biết cách lấy hơ này kia.
vô bịch ga. Em vô bịch ga. Đây giờ này nè. Giờ này cô mới ăn cơm mà. Ở đây thì mấy chú đang ăn cơm. Thì bữa trưa thì giờ này tầm 10 giờ đó cô chú. Tí nữa thì mọi người sẽ xuống kéo lưới vô tiếp. Thì lưới thì bây giờ thì đã phân dùng rồi cô chú anh chị à, chỉ còn là đợi kéo chì vô nữa thì là sẽ gom cá lại. Giờ này cá nhảy rất là nhiều luôn nè. Xa thì có một cái ghe người ta đi mua lúa hay gì đó. Đây cá linh nè cô chú, cá linh. Đây thì có một cái ghe lúa nè. Mùa này ở quê em thì đang giao vào vụ cắt lúa đó, cô chú thấy nè, trên đó những cái xe chở lúa đó. Hôm nay thì cũng hên cô chú mới gặp được cảnh mấy cô chú đang dễ trà. Đây là bữa trưa ở đồng quê đây, cô chú anh chị thấy không, rất là đơn giản luôn, chỉ có tô cá kho rồi và miếng dưa hấu cũng là ấm lòng mình cô chú. Giờ này thì chú bắt đầu là phân chì ra nè cô chú anh chị. Sao mới phân tới đây à, chút mới xuống nữa hả? Bên kia kéo lên ha. À thì ra là vậy. Vậy là cái xuồng này nằm phía trong. Ra ngoài luôn hả? Đi. Rồi bắt đầu là mấy anh bắt đầu là nhảy xuống kéo chì vô nha cô chú. Mấy chú này thì có như chú ba là cũng có kinh nghiệm đi biển. Đi biển cũng bởi vì làm nghề này cũng thấy quen. Đừng có nói gì tới ổng chứ, đang quay mà ổng chớn là ổng làm một cái là không hả, ổ đang đổ lợp cá nhiều chứ đẹp cá nhiều hết chứ nhiều. Quay nghe cái đó một câu. Không thấy gì. Cái nghe nè, con bắt đặt trong cái đồng cách đủ dấu. Đó luôn, tôi rồi. Sổ cho, sổ đầu xíu thôi được rồi. Đẩy mà nó khoa. Ôi, thằng ơi. Dạ. Đây nè, cô chú anh chị thấy nè, bắt đầu là bắt đầu là chú ba với mấy chú đang bắt đầu là lần ồ có cái nóc nữa lần chì vô nha cô chú. Phần lưới vô cô chú. À bắt đầu là ghe mình đi ra ngoài luôn hả chú. Bắt đầu phần đây là cái công đoạn mà thôi, mấy chú đây là à, phần lưới đây vào nha cô chú chị hả bên trái cô chú thấy kìa, còn cục đây ở trên này phân vô từ từ thì từ đi ra đặt kịch chứ ai còn cục bên nè trên nè trên này nè lặn vô kéo chị qua từ từ đang gom hai cái lưới ở dưới cho nó gần lại nhau cô chú rồi kéo lên.
Ở ra ông lặn xuống dưới ông xả hơi ta ngộ nghe ông xả hơi bây giờ ông lặn có lâu dài được nè chưa thấy à lặn rất là lâu luôn nha đó ông xả hơi ra từ từ kìa lặn lâu quá ta công nhận thiệt lặn quá lâu luôn hơi dài lắm cô chú nó vô. Mình mới lên kìa. Trời ơi, lặn lâu dữ. À, nãy giờ em nghĩ nãy giờ em thấy cũng lạ. Chú để lục bình ra đó đằng chi cô chú anh chị biết không? Đừng cho lưới nó dơ. Cái đó là lục bình đừng cho lưới dơ phải không chú? Thì ra là vậy. Cái dây đó là dây lạc phải không chú? Dây lạc hay là mình che phải không? Ờ mình che dây lạc. Giống giống cái dây lụp nhà vậy đó. Hồi xưa là che là chắc có lẽ là nói về thập niên 90 có những cái người là khoảng 7 8 9 mới hiểu được cái từ lạc nó như thế nào nha các bạn. Còn các bạn trẻ bây giờ mà nói lạc tre là chắc có lẽ là không biết. Không biết đâu. Cái khâu này là cái khâu làm cho cái lòng ở dưới nó liền nha, bởi vì làm rất kỹ nha cô chú. Kêu bằng kéo tùng ra đấy ha. Kéo tùng cho nó liền nha. Nắng quá nắng rồi, chịu hết nổi rồi. Chịu hết nổi nữa nè các bạn. Không ướt mình đâu không chịu đó. Ừ ơi. Vợ con đâu thấy cảnh này hả? Ngồi nhậu cho chút xíu mà nói này nói kia. Nói cảnh này, chú nói này nói kia. Sông quê thì cô chú cũng thấy thỉnh thoảng thì có những cái chiếc ghe để đi mua lúa cô chú. Ghe này cũng đi mua lúa. Này hả? Không biết. Thôi được 6 gram mới được. Cái khâu này là bắt đầu là cột rồi, nó có gì là đưa lên trên ghe luôn nè cô chú. Cô thứ ba hả? Thứ hai ha. Cô hai theo ghe cái nghề này đồng hành với mấy chú bao lâu rồi? Mấy năm. Là theo suốt luôn đó ha. Ổng đi là theo luôn. Sáng dắt sáng đi chợ. Giờ dắt sáng thì mình đi chợ ha. Rồi nhà của mình đâu cô? Ở bên Thị Đam mà qua bên cánh đồng. À, cô bên Thị Đam bển đó hả? Nhưng mà qua đây là mình ngủ ở đâu? Kinh 15 giống ha. Rồi cứ đi đồng hành với mấy chú đi suốt luôn. Sáng này đi chợ về. Quá nhiều luôn các bạn, đây là cá linh nó lội có bầy luôn nè các bạn. Rồi con cảm ơn cô nha. Đây nè cô chú. Cá lội nè. Quá mấy chú bắt đầu là nói liền hai cái viền lưới dưới lại đó cô chú anh chị. Cá chép. Đó, thấy con cá chép.
Nóng chờ này nghe mấy chú đó hy vọng là có cái chết chịu đó cô chú anh chị. Ổng bò ổng lết luôn. Quá xá ổng rồi. Trời ơi, ra ngoài luôn cô chú, bắt được nha, quá hay. Cái đó là cái tùng đó hả cô? Cái tùng nó gác nhiều quá ha. Tùng nó phải gác rồi đó. Dạ, qua đây là sập rồi ha. Dạ. Người miền Tây nói cái này là cái tùng này cô chú, là những cái ấy đó gom lại. Em đi ghi hình lần thứ hai nhưng em cũng không hiểu về cách nói chuyện của bà con ở miền Tây. Qua cái linh này. Dạ, bữa nay có linh nhiều hết cô. Vớt luôn. Ừ rồi, vớt cá luôn. Không phải dễ ăn đâu kìa. Ồ, cá chép kìa. Ừ rồi, cái tùng nó có cá chép luôn. Thấy gì chứ không phải dễ ăn cái cô. Chút là không được, nó nhanh lắm. Cái đinh tròn. Quá nhảy. Nhà cá chắc này là không còn cẩu chú nữa, như nãy giờ là nó còn ở trong tâm, nó chú trong tâm, rút tâm lên rồi thì không còn cẩu chú nữa, cho nên cá nó đua nhau theo giường lưới nè đó. Đó, cho nhà xem hết trời đó. Đó, nó nhảy nè, nó đua nhau đó, nó nhảy để nó thoát ra ngoài mà vô ở đây lưới thì em rồi, thấy cá cốc nè, rồi cá mè dinh này rất là nhiều luôn cô chú. Chú ngậm cái lạc nữa kìa. Ôi ơi, nó nhảy. Đây nè, đây là nó nhảy lên mình. Ồ, nè, bảy bảy luôn nè các bạn. Bảy bảy luôn nha. Ồ, nó nhảy. Quá luôn rồi các bạn ơi. Quá luôn rồi. Nó đua giờ nó nhảy. Chỉ có miền Tây sông nước mới có cảnh như thế này thôi nha các bạn. Đó. Tính ra cái lực nó nhảy cao dữ ta. Thì ra là chú lội gần tới nó nhảy lên. Ồ, nó bu theo ổng luôn kìa. Nó lội bậy luôn kìa. Các bạn thấy không đó. Chỉ có cá, cá ở miền Tây á, là nó rất nhiều nha, nó lội theo người luôn nè. Còn 2 cây. Còn 2 cây xây cuối cùng. Có. Ôi giời. Con cá vuông. Cá vuông hả? Lâu không biết mới gặp cá vuông nha. Hôm nay gành cá quá ta, đúng là miền Tây của ông mà ha. Cô làm nghề trà hết. Có làm nghề trà đó hả? Ồ, cá ép. Cá vuông. Cái vụ nó mới nhảy còn gì đó, ồ cá hay nghe, cái gì được, cú tùm lum cá rồi. Quá nhiều cá luôn. Rồi bắt đầu là cái con đội đưa cá lên. Dép, dép. Còn một cây. Cái đống trà này là... đống trà này rất nhiều cá, các bạn ơi, đủ loại cá luôn. Cá linh nè, cá he nè,
Rồi giờ này bắt đầu là mấy chú bắt đầu là kéo lên nè cô chú anh chị. Cá cha nè. Cá lóc nè. Chú ba cũng lên này. Chú ba cũng đã lên thùng rồi các bạn. Đây. Với một đây là một công đoạn là rút lưới lên, công đoạn cuối cùng rút lưới lên để bắt cá đó. Chỗ nào nặng là kêu ba đó. Chỗ nào nặng kêu ông ba cơ à. Chơi kỳ quá. Quá rồi. Để mình ngồi cho nó nhảy vô mình cho các bạn xem nha. Đây. Là kêu ông ba đi trước hả? Trời ơi. Cá lâu rồi nha, hình như cá này là hơi bị tiệt chủng. Mà ngày hôm nay là mình mới gặp lại nè các bạn. Ồ, quá nhảy cho mình quá luôn. Trời ơi. Đây độc luôn quá. Hơi nó nhảy hơi đầy ghê độc này luôn đó các bạn ơi. Cá quá cá luôn. Thấy gì kéo lên còn lâu lắm nha cô chú. Cái tùng dưới. À còn cá dính vô đó luôn kìa. Cá chắc này là quá luôn rồi. Ờ, kéo lại tới đâu thì phải tháo lại tới đó. Con. Quá cá rồi. Bạn hay ngồi đại chỗ mà bắt được cá luôn nè. Ồ, rồi nó nhảy. Cái vuông nữa đó các bạn. Rồi, cái vuông hả? Đây là cá linh tròn nè. Ồ, rồi nó nhảy kìa. Đó, giờ này bắt đầu là xúc được rồi ha cô hai. Ồ, rồi chút được rồi. Cá linh tròn này mà đem tôi hái đầu xúc lây gai rồi. Tươi nha. Ừ. Nướng tươi. Nước mắm gừng kèm thêm một xì vũ đế nữa là thôi thích dở nào mà tả nữa các bạn. Chỉ có người miền Tây á mới thưởng thức được những món ăn ngon và đặc biệt như vậy thôi. Chú bà không nói ngán vậy kìa. Chú bà nói ngán luôn á các bạn. Cái chê nướng đây kia là món đó là những món đồng quê đó luôn các bạn. Mà chú ba ăn giết ngán à. Đâu về từ chú thấy không là mấy mấy chú dưới là cuột lên vậy đó, bây giờ kéo lên là phải tháo ra từ từ lên. Đâu với chú ba làm nghề. Ồ, nó dính vô đó rồi cô chú. Là những cái món dân dã đó là ngán luôn nha các bạn. Còn đối với các bạn ở thành thị là chắc có lẽ là hơi bị hiếm, ít người biết. Giờ này bắt đầu là xúc được rồi nè. Rồi cái tùm dưới còn sâu dưới lắm. Rồi mang qua bên đây được. Qua công này. Dễ gặp quá. Anh xúc hả? Đây có anh mình ông đang xúc nè. Cái đầu đó. Cái linh nhiều quá. Có cái năm cắm cái nó treo cái đầu lên cái linh ngon ngon. Cái này dinh to bạn ơi. Mấy cái kinh này bây giờ mình dở có tôm không chú ba? Dạ, có tôm lớn không? Cắm đi. Ừ, lớn nhỏ không? Kéo ngang cái dạ. Đầu đó. Các bạn thấy không? À, mặc dù ở những cái kênh thôn quê hẻo lánh này mà nhưng cũng chẳng có tôm nha các bạn. Ôi. Hy vọng là cái mẻ lưới này là bắt lên ký tôm được vài ký tôm. Chốt ngay tay cho nó chưa? Ở quê với 1 ký cũng xuống rồi. Là số lượng nhiều. Hy vọng chú ba sẽ trúng được một mẻ tôm lớn. Cô chú thấy nó lội nè. Có linh giờ đây mới thấy là có linh to to không. Ôi giời. Bắt con giấc này là cá nhảy quá nhiều rồi. Ôi giời. Nguyên bày luôn. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Tới có bông luôn á. Chưa lên cái tùng. Cả nhà. Chưa lên cái tùng hết rồi. Rồi. Chưa hết tùng nữa mà cá quá cá rồi các bạn ơi. Trúng rồi bữa nay chú ba. Chúng có linh rồi nè. Cả nhà. Thì ngày cuối cùng của chú ba đi giữa trà là được nghỉ cả hơi mà. À, vậy là ông bà cậu hôm nay đãi chú ba rồi. Ôi rồi nó nhảy kìa. Là cái tùng này sâu dữ lắm rồi, nãy giờ mà chưa hết hết kìa. Chừng nào lên hết lưới này mới lên tới cái tùng. Chừng nào tới chì á, hết chì á. Giờ anh vớt lây gai ra. Quá
xúc đây ra được nè cô chú. Đó. Đó. Hơn cái cũng bộ. Giấy hết biết lớn rồi. Bớt hết cái kia hết một máy giờ bớt cái cái linh phía trên nè, rất to. Đợi nó quá sẽ nảy luôn. Ông anh đang hết cá, con nào mà nhảy lên nó là hết các bạn. Hết nãy giờ cũng khá nhiều rồi đó cả nhà. Cột ở dưới liền 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 nha đó cô chú. Cột hai cái mí chì lại. Cái đầu mình tát vậy đó, cá nào mà ra được. Cái đó là con ba là con đó. Ở dưới vợ chú con nó từ qua đó đó. Đây là những con cá sơn nè các bạn. Đây là cá sơn nước ngọt nè các bạn. Cá này là cũng hình như là hơi bị tuyệt chủng rất lâu rồi, ngày hôm nay mình mới gặp lại nè. Cái miếng gì cuối cùng đã được đưa lên trên kia không ạ? Nếu mà là hấp gì này nó to quá, quá nhiều luôn mà. Ôi, con cá chép quá to luôn. Quá luôn. Hôm nay chú ba trúng rồi. Đây, cái khẩu chì cuối cùng đã lên trên này cô chú. Hết, cái đó là hết gì chì đó các bạn. Đây là đây còn là cái tùng lưới nè. Vô tùng rồi. Quá nhiều. Anh chút quá cá rồi. Thôi rồi. Quá luôn các bạn ơi. Đủ thứ cá luôn á. Kìa cá giòn nữa kìa, cá giòn dính lưới rồi quên. Giọt nào cũng có cá chép hết trơn. Hồ có con cá tra lớn quá. Cá tra. Cô chú anh chị thấy nè, chú ba ông cầm cái kem tạm đập và cho cá nó dăng ra đó cô chú. Quá nhiều rồi. Cá chép đỏ. Ồ còn dưới quá nhiều luôn à. Quá luôn rồi. Quá nhiều luôn rồi cả nhà ơi. Cá phi nữa nè. Cá phi, cá chốt. Ờ cá he. Quá nhiều luôn các bạn. Cá chép thiệt. Cá chép to dữ lắm. Quá nhiều cá chép rồi. Chúng bày à. Đây cá chép. Cá chơi luôn. Cá chơi to. Cá chép quá to. Cá chép bự dữ ta. Này vô chúng bày cá chép luôn à. Quá luôn. Rất nhiều cá luôn. Đó, các bạn thấy đó xà xà đó phía dưới đó là toàn là cá chép luôn. Nó đã tươi đó tươi á. Quá luôn. Thôi ghê. Cá chép quá to hai con. Cá chép ú lù luôn. Nãy giờ là hình như vợt nào cũng dính cá chép hết trơn á các bạn. Cá chép và cá he kìa. Rồi. Thôi ghê. Đầy vợt không? Đó có con cá màn đỏ nữa các bạn. Có con cá trà lớn nữa kìa. Cá lóc nữa kìa. Có con cá lóc lớn nữa kìa.
Ồ, cá lóc đó. Giờ nó không có cái chép trên ta. Quá nhiều luôn. Hôm nay chú Ba trúng mồ rồi các bạn ơi. Ống trà này nhỏ nhưng mà có lý lắm nha. Bữa nay chắc biết chú Ba nghỉ mệt nè. Rồi cái vợt nào cũng có cá chép hết. Một vợt mấy con cá chép luôn. Cá chép nha, to quá to rồi. Thôi. Đống trà này có gì là quá trúng rồi hả con? So với mấy đồng mấy đống trà trước là đống trà này trúng hơn hả con? Ừ. Được thôi ha. Vợt nào cũng có cá chép hết trơn nè. Ôi vui, cá tra luôn. Chép cá tra, cá giò. Rồi. Hình như là giật nộm có cá chép. Khúc giật nào cũng đầy giật hết trơn á các bạn. Thích chơi. Thích chơi thì bắt kỹ một tí coi chú. Lọc kiếm. Nãy giờ là hình như là vợt nào cũng đều có cá chép hết trơn. Cái đống trà này nãy giờ là cá chép quá nhiều. Giờ đây rồi tới cái giai đoạn là cạn luôn nè. Cái lọc kiếm. Có cái giai đoạn cạn nè mà vẫn còn cá chép nữa nè. Lên cái tùng này. Con xem nãy giờ đó, để vô trong sụt rồi. Cả nhà thấy không? Cái này là đặc đục luôn à. Cái này là cả nhà xem là đặc đục luôn rồi nè. Đống trà này quá trúng rồi. Tuy đống trà này không lớn rồi nhưng mà bé cá quá nhiều luôn. Chứ có cả có cả cá dồ đếm nữa nè các bạn. tới gần cuối này gác nhiều rồi nè. Ồ, có con cá dảnh to quá kìa. Cái giác này cặn là toàn là cái giác này là cặn đáy là còn là cá chốt, cá lăng, cá trèn, cá gô đồng. Cái giác này là tới cặn rồi đó, là còn những mặt cá đen nó ở dưới á. Cá chê, cá cha, cá chê, cá lóc. Này là tới đáy rồi nè cô chú. Thanh lăng cái chèn. Những cái giờ cuối cùng cô chú cũng chẳng còn cái chép luôn. Cái lưới này thì cá chép rất là nhiều. Sau cùng vẫn còn cá chép. Đây là bà cô lựa một mớ cá lâu kiếm lớn để về ăn nè các bạn. Cách chơi thì mấy chú bắt rất là kỹ. Yeah.
Rồi giờ cuối cùng. Đây là giờ cuối cùng đó. Là sao bộ đống trà đó cô chú anh chị. Nhóm số cá lau kiến nè. Vậy là xong bắt xong đoạn bắt cá xong rồi các bạn. Bắt cá xong rồi hết giờ bệnh gia độc rồi nè. Giờ đây mấy chú đang dọn đang vũ lưới để thu. Trong đoạn sau cùng nha cô chú. Trong quê thì cô chú cũng thấy thỉnh thoảng thì có những cái chiếc ghe để đi mua lúa cô chú, ghe đi mua lúa.